Không chốt mùa dịch, nam thanh niên bị cảnh sát cơ động phạt chạy mệt nghỉ. Chúng tôi mới lên xe nó chạy vô phường luôn. Lên xe nó chạy vô phường không vậy? Nhanh. Lên lên thằng gì đủ cái việc để cho chờ cái không sao. Tập luôn đi, đi đây chạy nó đi. Chạy. Mới đây, thêm một trường hợp nam thanh niên ra đường thông chốt vào buổi tối khiến nhiều người ngán ngẩm. Cụ thể, người đàn ông cố tình thông chốt thì gặp ngay cảnh sát cơ động. Vì không có 7,5 triệu đồng tiền nợ phạt mà người thanh niên này chọn phạt chạy. Trong clip được quay lại, nam thanh niên đeo khẩu trang, tay cầm dép đang thực hiện hình phạt bằng việc chạy ở ngoài đường. Bên cạnh là lực lượng cơ động đang đi xe máy kiểm tra và thúc giục, chạy đi, nhanh lên, chạy nhanh lên, hết tốc lực đi. Thậm chí công an cơ động còn nhắc nhở về việc nếu không muốn chạy có thể nộp phạt, nhưng nam thanh niên vẫn chọn chạy. Chiến sĩ cơ động hỏi, không chạy thì về đồn nộp 7,5 triệu đồng cho khỏe. Tuy nhiên, nam thanh niên cho biết đeo khẩu trang chạy thở không nổi anh ơi và vẫn tiếp tục chọn chạy tiếp. Sau khi người đàn ông chạy được vài vòng, bắt đầu kêu tức ngực, chiến sĩ cơ động để người này đi chậm lại. Được biết sự việc xảy ra tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng bình luận xôn xao. Nhiều người cho rằng xử phạt cách này có khi còn khiến người vi phạm nhớ lâu hơn là bị phạt tiền. Phạt chạy hay phạt tiền cho bạn chọn, thông chốt sai rành rành rồi, vậy là may đó. Dịch khó khăn rồi phạt tiền nữa thì tính sao, đấy là tình người mới phạt vậy, Đặng Dũng cho hay. Tôi chỉ hy vọng dân mình ý thức hơn là sẽ không bao giờ có những clip như thế này. Bao nhiêu clip để răn đe, chúng ta không ra ngoài đường linh tinh, thế mà vẫn tái phạm. Đến lúc cuối cùng bị phạt thì lại trách móc, Đông Anh bình luận. Công an người ta cũng hỏi đi hỏi lại 3-4 lần rồi, trở về phường phạt 7,5 triệu đồng. Nhưng do thanh niên kia kiên quyết không chịu thôi chứ trách ai giờ, Tuấn Nguyện góp ý. Lần sau đừng vi phạm giãn cách nữa nhé, tài khoản RA cho hay. Hiện tại, đoạn clip vẫn đang nhận được nhiều ý kiến bình luận của cộng đồng mạng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.